bộ trưởng y tế liên bang cho biết các tỉnh có thể sẽ bắt buộc phải tiêm phòng Hôm nay, Bộ trưởng Y tế Jean Yves Duclos cho biết các tỉnh có khả năng sẽ áp dụng các chính sách tiêm chủng bắt buộc để đối phó với tình trạng gia tăng virus COVID-19. Ông cho biết, hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta ở Canada rất mỏng manh, người dân của chúng ta đã mệt mỏi và cách duy nhất mà chúng tôi biết được để vượt qua COVID-19, biến thể này và bất kỳ biến thể nào trong tương lai, đó là tiêm chủng. Các xét nghiệm nhanh, khẩu trang, giãn cách xã hội là những công cụ hữu ích và đại dịch sẽ không thể tự mình kết thúc. 50% số ca nhập viện hiện nay ở Quebec là những người chưa được chủng ngừa. Đó là gánh nặng cho nhân viên y tế, một gánh nặng rất lớn cho xã hội và khó hiểu đối với nhiều người ông cũng nói rằng mặc dù các cuộc thảo luận về các chính sách tiêm chủng bắt buộc vẫn chưa diễn ra nhưng ông tin rằng dựa trên hiểu biết cá nhân của ông về những gì chúng ta thấy trong nước và quốc tế và trong các cuộc trò chuyện của ông với các bộ trưởng y tế trong vài tuần qua cuộc thảo luận sẽ bắt đầu trong vài tuần hoặc vài tháng tới ông nhấn mạnh rằng các tỉnh quyết định có thực hiện chính sách tiêm chủng bắt buộc hay không là tùy thuộc vào chính quyền của tỉnh